Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục giới thiệu với đại chúng Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Thiền Viện Chân Không ở tiểu bang Hawaii. Giờ này chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng chia sẻ với tất cả đại chúng một thời Pháp thoại ngắn của chương trình 5 phút Phật Pháp. Chúng con đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử đang theo dõi chương trình Phật Pháp 5 phút do Đại Đức Thích Hạnh Tuệ chủ trương. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến với quý vị với một đề tài ở trong Kinh Hồng Danh Sám Hối. Có một đoạn hai câu mà rất là đầy ý nghĩa: thâm tín chư Phật giai sung mãn. Chúng tôi đều nhắc những câu rất đơn giản này để cho quý vị có thể hiểu được và hành trì. Câu này được tạm dịch là: nếu chúng ta tin sâu vào chư Phật, Bồ Tát, chí thành, chí thiết, thì lòng tin này, cái tín tâm này sẽ được cảm ứng với chư Phật, chư vị Bồ Tát. Trước khi tụng kinh chí tâm đảnh lễ thì có cái câu gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Năng lễ tức là người hay lễ, sở lễ là Phật, Bồ Tát chúng ta lễ. Thì cái năng lễ và cái sở lễ đó, cái tánh nó không tịch lặng lẽ, có nghĩa là chư Phật, Bồ Tát tâm thanh tịnh, chúng ta tâm thanh tịnh, thì cái sự cảm ứng đó không thể nghĩ bàn. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, không có thể nào mà chúng ta có thể bàn được, dùng những ngôn từ có thể giải thích được điều này. Thưa quý vị, nếu chúng ta có một cái lòng tin sâu với ngôi Tam Bảo thì những cái sự ước nguyện trong đời sống của chúng ta vật chất, chúng tôi thiết nghĩ rằng quý vị sẽ có đầy đủ. Điển hình nhất là chính bản thân chúng tôi đã trải nghiệm từ khi xuất gia cho đến khi rời khỏi thầy tổ và sang nơi cái vùng đất tự do, có được một đời sống thoải mái. Tuy nhiên trong cái đời sống thoải mái vật chất nó không khó khổ, nhưng những sự khó khăn trong bất cứ một cái lĩnh vực nào trên con đường hoằng pháp đều gặp phải, chứ không có thể nào suôn sẻ như ý mình mong muốn được. Nhưng mà vì lòng tin, sự tin sâu đó qua lời dạy của Đức Phật, chúng tôi thể nghiệm thấy rõ được điều này chính bản thân của mình trong nhiều năm tháng qua. Bởi vì khi chúng ta có niềm tin vững chắc rồi thì chư Phật sẽ hộ niệm cho chúng ta, chư vị thiền thần sẽ gia hộ cho chúng ta. Thì những cái gì mà chúng ta mong muốn trong cái đời sống hàng ngày của mình, là một con người ai cũng vậy, cũng thích muốn có hạnh phúc, muốn có vật chất đầy đủ, muốn những người con của mình trong nhà ngoan ngoãn và học hành thành tài, dựng nên sự nghiệp. Nhưng mà đời sống vật chất đầy đủ này nó còn đòi hỏi một cái sự gia trì của chư vị, chư Phật và Bồ Tát nữa. Có phước mà chúng ta mới vượt qua được, còn không thể nào vượt qua được những cái sự thử thách, những cái sự khó khăn, những cái điều mà chúng ta bất như ý đưa đến cho chúng ta có thể vượt qua được. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ cùng với quý vị để quý vị thấy rõ rằng chính chúng tôi là người đã thể nghiệm được điều này, và mong rằng tất cả quý vị hãy thực tập đúng như những gì chúng tôi đã chia sẻ hôm nay trong 5 phút Phật Pháp này, để quý vị có thể lấy đó làm hành trang trên cái con đường tâm linh của mình, hầu đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi cái chương trình Phật Pháp 5 phút. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, vừa qua quý vị đã nghe sự chia sẻ của Hòa Thượng rất là tuyệt vời.
Và chúng tôi cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta an lành và thiện thệ trong con đường tiếp tục của đời sống. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.